Xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm một clip hướng dẫn, không phải hướng dẫn nữa mà clip chia sẻ cách fingerprint của một vài tất cả BL mà mình biết được. Và có lẽ là mình mong muốn là clip này có ích tới các bạn. Intro sẽ được bắt đầu. Clip này là cái clip chia sẻ cách finger trick, chứ không phải là clip dạy finger trick, nên các bạn nào nói mà dạy khó hiểu thì mình cũng chịu nha. Tại vì clip này không phải là dòng để dạy, mà để chỉ chia sẻ cách finger trick thôi. Thì đầu tiên là đến với BLA thì không phải có hỗ trợ của một cái máy, để vì BLA nó cũng khá là nhiều mà cũng tránh bị lộn, thì có một cái máy kèm theo để mình nhớ tên. Rồi, BLA cách nhận diện các bạn tự tìm hiểu mình finger trick nó như thế này. Đây là BLA, có một cái này đối với cái này là BLA. BLAB thì nó chỉ ngược lại với BLA thôi, như thế này. BLAB, BLUB thì nó như sau. Chà lọ. Như là nhìn thấy cái lỗi, nhìn vô cái phone làm mà không nhìn vô tự trở lại cái. BLUB. BLUA thì nó chỉ là nó gọi là với BLUB thôi, thì nó như vậy. BLUA đúng rồi, UA. Là BL chữ H. Thì BL này mình làm không quen là cái làm nó mới bị ngay cái finger trigger mờ, nên nó cũng hơi là khó. Mình là finger trigger mờ bằng ngón này, ngón giữa, nên mà khi nào ai mà nhìn phía sau lại ngược. Nói chung là cái hướng của mình nhìn đối đối mặt của mình á, thì nó cứ như vậy nè, nhìn cũng rất là bựa. À, lại đây là BLL chữ T của mình học, thì mình để nó bên này chứ không có để như bên này như bên Batman Fisto, để nó như vậy. BLL chữ T nằm chậm chậm hơn nữa. BL JB và BL này với BL chữ T là hai cái BL là để thuận để tập finger trick nhất. Thì mình làm nó như sau. Giờ mình để như vậy. Chậm. BL chữ Y. Rồi, mình để hướng này mình làm. Hướng này mình chơi kiểu này, cái chơi là cái kiểu fingerprint của mình thì nó không được nhanh lắm, nhưng mà kệ đi. Xong BL chữ, với BL chữ, để coi, RB, thì nó như vậy. Mình làm như sau. Là chữ RA mình sẽ setup lên đây, mình để hướng này mình làm, để hướng nó, cái này nó đối về phía sau nè. Rồi B là chữ V, B là BL này mình là khó làm nhất, thì mình làm nó như sau. Không như các bạn mà làm xong vậy rồi quay qua đây làm mình
Xoay lên nha, mày làm cái mặt vàng. Làm lại nha. Rồi. Mình để hướng này. Đây là GF thì mới là một BLL có thể thích hợp với các bạn thôi, thích thể hiện đi múa với các bạn non-cuber và thể hiện cho bạn thấy thấy là mình rất là pro, mình rất là chẩu. Đây là BLGF. Lên sau. Thanh niên này do hỏi công thức thì chịu khó lên ngồi ghi lại lại thì cái này mình chia sẻ cách phiên trí của mình thôi. Mình là một thanh niên sắp cỡ 16 17 nên cũng không có gì là đặc sắc lắm thì các bạn cũng thông cảm. Làm lại. Hơi bị kẹt thôi, mấy anh tập. À, chữ GD thì đây thì mình các bạn nhận dạng sao đó thì kệ các bạn, mình không quan tâm, mà mình quan tâm là cái phiên trí của mình nó như thế nào thôi. Bây giờ cái clip chia sẻ phiên trí chứ không phải clip tutorial. Rồi để nó mình để như vậy làm. Rồi, okay. Có một bước làm này, cái này mình không biết mình tự chế là nó có ai làm chưa mình cũng không biết nữa, mà nó cái bước này mình vừa xoay xuống hay gì, mình đã xoay u phẩy đó, mình đẩy đây mình đẩy qua luôn, nó sẽ nhanh hơn. Đến với B là chữ GB thì nó như thế này, nó ngược lại với bên này kia. Mình làm như sau. Này mình học trên bên cái bay gì đó Speed Sewing Wiki chứ mình học bên Batman Pistol nên rồi nó hơi khá khá là khác với nhiều bạn chơi hiện tại. Đây à, hóa gần đây không, để coi để coi à, gần sai lộn. Cái này nó làm nó hai này nó giống nhau bên mặt này. Mình làm như sau. Trong cái bước mà chuyển nó qua vậy thì các bạn cố gắng mà có một bước đẩy nó cho nó qua cái rẹt luôn thì nó cho nó tiết kiệm thời gian một chút. Dù vậy đi. Cái bước này mình chưa biết được cái cách nào cho làm nhanh nhưng mình sẽ hy vọng các bạn nào đó thì có thể tìm ra một cách để chuyển nhanh. Một cái BLL GA, mà đây là một BLL để múa, múa cái tay cho nó dẻo. Vậy lại mình làm như sau. Vậy nha. Đẩy nha, mình là làm hướng này cho nó dễ nhìn. Đẩy nói này qua nè, đẩy lại đẩy qua đẩy lại đó. Thì cái bước hai hai ngón này phải linh hoạt tí để đẩy cho nó lẹ. Chữ Z thì đây thì bây giờ là quá thân thuộc rồi, cũng thì móc món này mà chịu vô nó móc nó khá thích rồi, thì đừng em trẻ trẻ đó về chơi, khi chơi với phụ huynh thì kiểu chứ thầy phụ huynh thì dễ bị lên ở đâu ta, ở trường rồi là lên bàn uống trà ở đây thì không biết nữa, nó nằm nằm lên bàn đang rồi rồi để tập cái viên cái ngón giữa nè nó cứng, cái mốt này còn làm vào nhiều việc khác. Đây là B là chữ chữ gì ta, ZA dây 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 trong trong từ treo là tù á, dây a thì này mình không làm cái kiểu mà nó rậu lờ này, nói chung cái đó mình cũng không biết làm nữa, mình làm cái kiểu này nó ngược lại với bên kia, mình nó vẫn đảm đồ đảm bảo được cái độ nhanh mà nó nhìn nó múa đẹp hơn nè. Rồi là chữ E thì B là một B là dễ lộn nhất thì nó cũng hơi bị thốn, tập cái này phải để cho nó quen, lâu rồi giờ mình không tập thì cũng nó cũng khá là quen rồi, thì nó sẽ có cái bộ phiên trích khá là dị như sau. Rất là
là giấy lộn. Lo mà, cẩn thận là ăn cứt liền. Rồi. Đây là chữ N, thì bây giờ mình làm như sau. Thì đây là mình setup cái này lên thành là B là chữ J, J A bằng cách R U R phẩy U. Mình làm B là chữ J A. Mình U 2, mình trả lại. Là xong. Với NB. Nãy quên sử dụng setup lên rồi làm. Quên cái nãy là mình làm là bên tay bên này á, là L phẩy U phẩy rồi là U nha, không U phẩy cuối cùng là U phẩy L phẩy U phẩy là U phẩy chứ không phải là R gì đâu. Bây giờ mình mới là R U R phẩy U. Bây giờ chữ JB.